Chào tất cả mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hôm nay ở cửa hàng mình gặp một cái bóng nét đấy, mọi người thấy không? Mình bật lên nó nháy nháy này. Đây, đây là cái tip nét đấy. Đó. Thì nó cứ nháy loạn lên như này thôi. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người là cách khắc phục nhé. Không biết ở nhà các bạn là có gặp cái trường hợp như của mình không? Cách khắc phục cái tip nét này thì nó rất chi là đơn giản thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ ngắt điện đi và để mình cắt cái dây này ra nhé mọi người nhé. Ok thì mình đã tháo được em nó xuống cái bàn kỹ thuật của mình rồi nhá. Đây, vừa mình mới cắt cái đầu dây này ra xong. Thì để tháo cái tuýp này thì cũng đơn giản thôi. Ok thì ở dưới này nó có một cái con ốc này. Ở dưới cái tem thì chúng ta sẽ tháo ra nhá. Đây, mình sẽ tháo cái con ốc ở ngay cái đầu này ra để mình kiểm tra nhé. Cho cái tuýp nét bên trong này chúng ta có thể rút này ra. Đó, đây mình rút ra nhé. Nó có một cái máng ở giữa này thì các bạn có thể là ngoại quan bằng mắt của chúng ta, ví dụ như những cái tuýp mà nó nháy nháy đấy thì thường thường là tất cả những cái bóng này đều không vấn đề gì và nó chỉ bị ở cái mạch cấp nguồn này thôi nhé mọi người nhé. Ok mọi người nhé, thì cái đầu adapter nó xoay điện một chiều này, từ 220 xuống 12 thì nó bị hỏng cái con tụ này nhá, mình đã cắt ra cho mọi người xem. Đó. Thì ở đây thì cái con tụ này nó bị lỗ chân này, do cái tụ này nó có cái kiểu như là cái nhiệm vụ của nó là để cái lọc nguồn của chúng ta bằng phẳng đấy, nó cũng như kiểu hình xin này, điện nhá, thì là nó lọc cho bằng phẳng, nếu mà nó không bằng phẳng nữa thì cái đèn led của chúng ta nó sẽ bị nháy. Đó thì ở đây thì mình nếu mà có con tụ này thì các bạn có thể thay con tụ khác nhé. Ở đây thì mình không có thì mình sẽ tận dụng cái nguồn ở trong cái đèn led hỏng, mọi người có thể nhìn thấy. Đây vừa mình đi xin về thì nó rất nhiều, nó bóng nó cháy rồi. Đây thì vừa lấy mạnh tay quá thì nó cũng bị bung này ra. Đấy, thì ở trong đây nó sẽ có một cái bộ đổi chiều nhé. Từ 220 xuống 12. Đây mình sẽ tận dụng cái nguồn này nhé. Đây này các bạn để ý cho mình nhé, ở cái dây trắng là âm này và dây lâu nó là dương này. Rồi mình sẽ gỡ ra và dưới đây thì cái dây đỏ này nhé, cái dây đỏ này là dây dương nhé mọi người nhé, còn dây đen là dây âm, chúng ta sẽ gỡ ở trên hai cái thanh nét này ra. Thử bóng nào chưa? Đây thì mình tiếp theo mình sẽ hàn cái đầu 220 vào cái của cái bóng nét cho mọi người nhé. Mình sẽ đổi cái cục này thành cục khác. Anh cầm giữ. Chỗ này mình sẽ hàn cái dây còn lại đầu ra 12V vào cái đèn led này nhé. Các bạn nên nhớ là chúng ta nên hàn đúng cực âm và cực dương nhé.
Ok, thì sau khi hàn xong cái mạch nguồn này thì mình sẽ tiến hành thử nhé mọi người nhé. Đây, mình sẽ lối vào cái dây này để mình cắm vào cái nguồn điện nhé. Ok, đây mình sẽ cắm thử điện nhé. Ok, cắm phải rút ra đấy. Đó, đây là cái bóng điện của mình nó đã sáng rồi nhé mọi người nhé. Và chúng ta chỉ cần thay một cái cục đổi nguồn thôi. Ok, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là sửa cái tình trạng tuýp nét nhấp nháy ở nhà nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ hay và ích thì cho mình một like và đăng ký nhé, và chia sẻ video giúp mình.